Ngày 26 tháng 7 năm 2024, thứ sáu tuần 16 thường niên, Mát-thêu chương 13, câu 18 đến câu 23, suy niệm tin mừng. Hạt giống lời Chúa được gieo vào lòng mỗi người, hạt giống ấy đạt kết quả ra sao là tùy thuộc vào thái độ đón nhận của chúng ta. Để sinh hoa trái dồi dào, chúng ta hãy cộng tác tích cực làm cho hạt giống nảy mầm và phát triển phong phú. Chúa đã nhọc công vỡ đất và gieo hạt vào hồn con. Hạt giống là lời Chúa và chính Chúa. Chúa giao cho con quyền coi sóc thửa ruộng hồn mình. Ngày qua ngày, con ao ước trở thành thửa ruộng tốt, một thửa ruộng không có gai góc, sỏi đá và những con đường mòn dọc ngang chai cứng. Nhưng thực tế thì khác, đã có lúc con phí phạm đánh mất ơn Chúa, đã có lần con làm ngơ, bịt tai trước lời mời gọi yêu thương. Lần này qua lần khác, tâm hồn con dần dần trở nên chai cứng, khiến hạt giống nước trời eo uột, khô héo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ điều đó, nhưng lòng quảng đại của Chúa vẫn ban phát cách rộng rãi và lòng nhân từ Chúa vẫn kiên tâm chờ đợi con đáp lời. Con xin dâng lời cảm tạ vì Chúa vẫn một lòng thương con. Tâm hồn con càng tội lỗi, thửa ruộng con càng chai lì, Chúa càng ban ơn dồi dào phong phú. Con tin chắc rằng không bao giờ Chúa rút lại tình yêu thương ấy. Xin Chúa giúp con biết săn sóc tâm hồn đã được Chúa cứu chuộc và thánh hóa. Xin đừng để con bóp nghẹt ơn Chúa, bóp nghẹt tình yêu Chúa đang triển nở trong con. Xin Chúa giúp con biết chăm sóc thửa ruộng hồn mình bằng cách nhổ đi những cỏ dại tội lỗi, đốt cháy đi những rơm rác của thói hư tật xấu, để có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa ước mong. Amen.